Võ Thần Chúa Tể Chương năm 1174, Kinh Diễm Thế gian. A, à, này một khắc, này bảy tên cường giả tính cả kia loan phong một loại, cùng nhau bay lên, lơ lửng trên bầu trời, oanh, từ bọn hắn thân trong, một cổ nghịch thiên luân hồi mệnh kiếp khí tức âm âm bộc phát, dung hợp với bọn hắn, dẫn động thiên địa luân hồi mệnh kiếp chi lực, khoảnh khắc giữa, này tám gã cường giả trôi nổi trong thiên địa. Nháy mắt hình thành một bộ kinh thế hải tục tràn cảnh. Tám gã nửa bước đỉnh phong siêu thoát cùng nhau đột phá, có ai thấy qua như vậy tràng cảnh? Căn bản không có, mà hôm nay tất cả mọi người lại thấy được. Tần trần hắn đến tột cùng là ở làm cái gì? Đem tứ phương thiếu chủ siêu thoát bổng nguyên nhốt đánh vào Loan Phong tám người thể nội, này là muốn trợ bọn hắn đột phá siêu thoát sao? Có thể nói người này giết chết tứ phương thiếu chủ, sợ tứ phương thần tôn trách phạt, cho nên phải giúp những này nhân đột phá siêu thoát cảnh giới, như thế nói đến xem như đem công bổ quá, nhưng mặc dù là đêm tứ phương thiếu chủ siêu thoát bổ nguyên nhốt đánh vào này tám người thể nội, muốn đột phá siêu thoát, lại như thế dễ dàng, trong lúc nhất thời, một bên mọi người không khỏi rung động. Trừng lớn ánh mắt, trong lòng nghi hoặc, bởi vì bọn hắn thật tại là lý giải không được tần trần hành vi, phải biết rằng, tứ phương thiếu chủ siêu thoát bổ nguyên đích xác cường đại, nếu là có thể hấp thu nhất tơ, tất nhiên hội dẫn động luân hồi mệnh kiếp, có hy vọng đột phá siêu thoát nhưng này đồng dạng hội có cực đại nguy hiểm bởi vì siêu thoát cường giả bổ nguyên lại là như vậy dễ dàng cảm ngộ cùng hấp thu một khi không cẩn thận nếu không cách nào bước vào siêu thoát lại hội bởi vì thể nội bị dị chủng bổ nguyên xâm lấn mà sinh ra xung đột có thể tẩu hỏa nhập ma tu vi tận phế tại chỗ bạo tạc yên tiêu vân tán này căn bản là ở lấy mệnh đi cược bằng không siêu thoát cảnh giới nếu thật vậy hảo đột phá, này vũ trụ hải trong sợ đến bất kỳ nơi nào cũng đều là siêu thoát, chúng mắt nhìn trừng dưới, tầng trần trước là không đến xỉ mọi người nghị luận, mà lại nhìn kỹ không trung, quan sát những này nhân. Đám người này lẫn nhau giữa mặc dù cảnh giới tiếp cận siêu thoát, nhưng tu vi hoàn toàn bất đồng, trong đó loan phong là tối cường nhất một cái. Cho nên hắn trên người luân hồi khí tức cũng tối cường dĩ nhiên dẫn động vô hình lôi vân, hàng lâm luân hội lôi kiếp đột phá siêu thoát, mà những người khác, có chỉ là ở thống khổ tê rống, có là đang ngưng tụ lực lượng, xem ra, còn có chút khiếm khuyết, khi bản thiếu phải trợ bọn hắn một phen, tần trần ánh mắt nhất thiểm, oanh long một tiếng, một cổ đặc thù luân hồi khí tức tổng hắn thân trong dũng động trở nên. Đại thủ vừa lật, này một cổ luân hồi chi lực trực tiếp nhốt đánh vào đám người thân thể trong, ta trong đó nhất danh nửa bước đỉnh phong siêu thoát cao thủ trực tiếp gào thét lên, hắn vốn liền không cách nào thừa nhận tứ phương thiếu chủ bổ nguyên khí tức, hiện giờ bị tầng trần này cổ lực lượng như thế nhất quán, lập tức như là một quả khí cầu căng tròn, thân trong nháy mắt bành trướng lên. Không, bỏ qua ta, van cầu ngươi bỏ qua cho ta, này danh nửa bước đỉnh phong siêu thoát kinh khủng nhìn tầng trần, thống khổ tê rống, trong ánh mắt tràn đầy là cầu xin tha thứ, cứ như thế đi xuống, hắn tất nhiên hội bởi vì thừa nhận không được này của luân hồi chi lực, mà tại chỗ bào khai, tầng trần mặt vô biểu tình, chỉ là dẫn động đối phương thể nội luân hồi chi lực. Cuối cùng, quanh một tiếng, tại một tiếng kêu thảm trong, người nọ thân thể trực tiếp bạo tạc, tại chỗ hóa vi vô số huyết vụ tiêu tán, nhất tôn nửa bước siêu thoát đỉnh phong cường giả, liền như thế trực tiếp suy sụp, quá yếu, liền này điểm lực lượng đều không chịu nổi, như thế nào đột phá siêu thoát. Tần Trần lạnh nhạt lắc đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía bổn nguyên chi lực của người này hình thành sau khi chết, đem này cầm tới, trong nháy mắt nhốt đánh vào đến còn lại người thân bên trong. À, những người còn lại cũng đồng thanh rống lên. oanh Long, đám người liền dẫn động luân hồi mệnh kiếp lôi vân, nhưng là có ba người bởi vì không chịu nổi này của bổn nguyên chi lực, tại chỗ tề tề tà khai, mà bọn hắn chết đi sở hình thành bổn nguyên chi lực cũng bị tần trần nhốt đánh vào tới mặt khác bốn người thân trong, oanh long. Khoảnh khắc giữa, thiên địa không gian cũng cũng cổ luân hồi mệnh kiếp lôi vân hình thành, mình mong luân hồi chi khí vị tụ, hình thành khủng bố lôi vân, trực tiếp bao trùm ám u cấm địa trên không, ngay sau đó, từng đạo khủng bố luân hồi mệnh kiếp chi lực trong nháy mắt hàng lâm. Oanh lộng, hư không đều nhanh xé rách, tại chỗ chấn đảng trở nên, giống như nước sôi một dạng, bốn gã cao thủ đồng thời đột phá siêu thoát này ra sao khủng bố trang cảnh. Mặc dù Loan Phong đám người thiên phú cùng tư chất cũng không như tứ phương thiếu chủ, nhưng là bốn người tề tề đột phá thì sở hình thành dị tượng, có thể so với phía trước tứ phương thiếu chủ chỉ hơn không kém. Này chỉ là tán giật đi khí tức, liền đã làm cho chu vây mọi người đều biến sắc, liền hậu lui, căn bản không dám tiếp xúc mảy may, không đạt siêu thoát, mậu nhiên tiếp xúc luân hồi chi lực, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta này là muốn đột phá siêu thoát. Loan Phong khó có thể tin nhìn không trung kia cổn cổn oanh đến luân hồi chi lực, xem qua tứ phương thiếu chủ đột phá hắn trong nháy mắt hiểu được lại đây. Hắn giờ phút này đang ở đột phá siêu thoát cảnh giới, một khi vượt qua luân hồi mệnh kiếp lôi vân, có thể bước vào siêu thoát cảnh giới, thành tựu vô thường siêu thoát. Kẻ này không biết như thế nào điên, nhưng lại chủ động đem chúng ta đột phá siêu thoát. Thật tốt quá, chỉ cần chúng ta bốn người một khi đột phá, nhất định có thể liên thủ giết đi ra nơi này thông tri tứ phương thần tôn đại nhân, giết chết này tiểu tử, loan phong bốn người không khỏi trong lòng mừng như điên, ánh mắt lóe ra, lẫn nhau truyền âm. Tứ phương thiếu chủ suy sực. Vốn bọn hắn bốn cái hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng chỉ phải bọn hắn đột phá siêu thoát cảnh giới, mặc dù là tứ phương thần tôn đại nhân cũng không hội lại giết bọn hắn, dù sao nhất tôn siêu thoát đủ để đem bọn hắn cùng với phía trước là chưa từng có giá trị đến đi loan phòng trong lòng phát ra vô thanh tê rống đối mặt với khủng bố luân hồi mệnh kiếp lôi kiếp phía trước kiến thức qua tứ phương thiếu chủ đột phá bọn hắn đối trước mắt lôi kiếp tự nhiên sẽ không còn biết sợ hãi ngược lại là sung mãn hưng phấn bởi vì bọn hắn biết này là hắn môn duy nhất có thể sống tiếp cơ hội vỗ tay nhưng mà không đợi kia khủng bố lôi kiếp quanh tại bọn hắn trên người đột nhiên giữa, một đạo thân ảnh sầu nhiên xuất hiện ở tại bọn hắn bốn người trên không. Tại bọn hắn trước mặt từng bước thừa nhận lôi đình tẩy lễ, oanh long, cũng cũng cổ luân hồi mệnh kiếp chi lực trong nháy mắt tấn công hạ xuống. Đem phương viên vạn dặm thiên địa tận giai hóa thành luân hồi chi lực hải dương đồng thời hoàn toàn bao phủ người trong đó, hoàn toàn bị nhấn chìm, vừa mới đó là, tần trần, hắn là điên sao. Cũng dám ngạnh kháng luân hồi lôi kiếp nhìn đến này một đạo thân ảnh, mọi người tất cả đều kinh hãi phát ra tiếng, khó có thể tin. Này chính là siêu thoát lôi kiếp, tích hàm vô tận luân hồi mệnh kiếp chi lực, tầng trần này là ở muốn chết sao, mặc dù tầng trần thực lực lại cường, nhưng này lôi kiếp dù sao không phải hắn dẫn động, hắn như thế làm, căn bản là ở tự tìm tử lộ, nhưng mà ngay sau đó, mọi người trong mắt tất cả đều trừng lớn, chỉ xem vô tận lôi kiếp bên trong, tầng trần thân hình chìm nổi đại lượng luân hồi mệnh kiếp chi lực bị hắn cổn cổng hấp thu, thật giống như trường kinh hấp thủy, đem phương viên vạn dặm lôi kiếp chi lực tận gia dung nhập tới chính mình thân trong, oanh long, tần trần liền đứng ở cổng cổng lôi kiếp luân hồi trong, như là chấp chưởng lôi kiếp thần vương, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Kinh diễm thế gian Bạn đang nghe truyện tại Tán Tu, đừng quên đăng ký kênh và ủng hộ mình ly trà đá qua đường link ở dưới phần mô tả nhé, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.